Trở lại chương trình của bản tin ngắn có vẻ như là Hunter Biden. Hunter Biden bị truy tố về vấn đề sở hữu súng. Đây là breaking news kính thưa quý vị. Hunter Biden chính thức bị truy tố về vấn đề sử dụng súng. Hồ sơ tòa án cho thấy Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, đã bị truy tố thứ năm về 3 tội hình sự liên quan đến sở hữu súng. Nhưng mà cái vấn đề tham nhũng ở đâu đây? Tài khoản ngân hàng vẫn không thấy. Các cáo buộc tại cái tòa án quận của Hoa Kỳ, Delaware, được đưa ra vài tuần sau khi thỏa thuận với công tố viên liên quan sụp đổ bất ngờ. Hunter Biden, người đã cởi mở về cuộc đấu tranh lạm dụng chức chính trị của mình, bị buộc tội về nói dối sử dụng ma túy bất hợp pháp liên quan đến mua một khẩu súng tại Cal Cobra. Tội danh thứ ba là sở hữu một cái khẩu súng của người sử dụng ma túy bất hợp pháp. Hai cái tội nghiêm trọng nhất tối đa là 10 năm tù và phạt $250,000. Nhà Trắng và luật sư của Hunter Biden đã không trả lời lời yêu cầu bình luận ban đầu. Hunter Biden 53 tuổi, tốt nghiệp trường đại học luật của Yale, của tổng thống đương nhiệm, đã xuất hiện tại tòa án liên bang tháng 7 với ý định nhận tội về thuế. Nhưng mà trên thực tế cái thuế nó vẫn hoàn toàn chưa thấy có sự truy tố, vì thuế nó liên quan đến tài khoản ngân hàng và có thể dính dáng đến ông Joe Biden. Ông Biden đã không nhận tội về phiên điều trần đó về cáo buộc không nộp thuế liên bang với $1.5 triệu hàng năm trong 2017 và 2018. Cái hóa đơn thuế đó được hoàn trả. Kể từ đó, luật sư David White và luật sư của Biden đã tranh cãi trong hồ sơ tòa án về việc liệu cái thỏa thuận trước đó của họ về việc Hunter Biden thoát khỏi sự truy tố về tội phạm của sử dụng vũ khí có hiệu lực hay không. Đầu tháng 9, ông White được người Mark Garland đề cử làm cố vấn đặc biệt. Nhưng mà trên thực tế, câu chuyện là câu chuyện nóng và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Hunter Biden bị truy tố về tội sở hữu súng, nhưng mà tội về thuế vẫn chưa được nhắc đến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.